chắc kiếm cái tủ gì để bên đó quá, để bên đó rồi để laptop lên ha. Hello tất cả mọi người, gắn thẻ một mớ anh em nha. À, chết mẹ cái gì vậy? Hello. Không sao hết, không sao. Hello tất cả mọi người nha. Anh em thông cảm với mình tắp tên một số anh em cho anh em xem ha. Thì hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cho anh em setup con S90 kết hợp với mixer. Thì bất cứ mixer nào cũng được nha anh em. Mixer nào cũng được hết, không có cần mixer là phải cao cấp. Hoặc là anh em không cần mixer cũng được. Không có gì hết, rất là dễ. Rất là nhiều anh em đang xem nha. Chào tất cả anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây là một cái bàn mixer cũ nha. Bàn mixer này của thằng Sorab. Hàng này là hàng của anh nha. Điện 220. Thì mình hello Nhàn nha. Thì mình gồm mình hôm nay mình test cho anh em xem á, là gồm một cái con chiên nguồn B9 Pro và cái bộ mic 55 Plus, một con S90. Rồi mình sẽ một cục men 4.25 mình đã mở sẵn rồi ha. Một con quýnh súp KD 1500. Có rất là nhiều anh em không có quan tâm về vấn đề gen. Nói nhiều anh em á là không có dặn gen này lại nè. Thì cứ nói là cái mic nó bị bể gen nè. Nó rất quan trọng nha anh em. Anh em nhớ chỗ này nha. Cái chỗ gen này nè, anh em dặn gì hết, anh em chỉ mở lên cỡ 9 giờ thôi. Cái này là rất quan trọng nha anh em. Nhớ nha. Tín hiệu đầu vào càng nhỏ thì càng ok. Rồi trên bộ mic cũng vậy, anh em đừng có để mát. Ví dụ như là anh em cứ để tầm khoảng cả 24-25 thôi nha. À, anh em đừng có để 23 nha, 23 thì nó không được tốt. 24-25 đi. Nói chơi thôi chứ. À, tầm khoảng 25 nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ anh em cái cách câu. Em nhớ kỹ nha. Cách câu đơn giản không có gì khó. Cái SLXG đằng sau nè, mình đã cắm vô cái ngõ full gai ngõ full. À, anh em SLXG nè, mình cắm vào kênh A và kênh B. À, kênh A và kênh B. Nhớ nghe, SLXG là mình đã set sẵn full kênh A và kênh B. Rồi, cái ngõ này là cái ngõ sub. SUB là sub, mình xài sub mono. Sub mono thì mình hàng cộng dây chữ Y 1 ga 2, đó anh em cắm xuống. Em gạt chế độ này xịt T, anh em cắm vô cho mình 2 dây ha. Chứ mình không phải đi một cộng dây mono mà mình gạt bananel vẫn được, nhưng tín hiệu nó yếu lắm anh em. Không mạnh bằng như vậy ha. Rồi cái ngõ ML mình sử dụng cho là cái ngõ kênh monitor, kênh C và kênh D. C và D monitor nha. Đó, anh em gọi cái ngõ center này dư nè, anh em để không cũng được. Hoặc là anh em xài hàng cộng dây center cộng dây dưới Y này nè, anh em xài monitor cũng được nha. Rồi trên đây là nó để là số 1 nè, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.
đó. Khi nào anh em để thẳng gạt xuống hết vậy đi, khi nào mà tín hiệu anh em full nhỏ anh em phải gạt số 2 lên hoặc là số 3 lên, gạt hai cái này lên thì nó cộng 44 dB, anh em gạt số 2 lên thì cộng 41 dB ha. Anh em để gạt lên hoặc là không gạt, đầu tiên là gạt xuống là nhỏ nhẹ ha, mức trung bình. Và khi nào anh em muốn tín hiệu mà nó lớn anh em gạt số 2 lên ha. Đó, anh em cứ gạt xuống vậy hoặc là 2-3 lên lớn lắm nha anh em nhớ nha. Đó, anh em cứ để sẵn trước, đầu tiên để trước như vậy coi nó tín hiệu như thế nào à, nhớ nha. Rồi đằng cái in một, anh em nhớ là anh em từ mixer anh em truyền qua nha. Đó, dắt qua sen đó, anh em cắm vào đường master của mixer nè. Đó, anh em đi vào cái in một cho mình nhớ nha. Rồi cái cọng dây mà lấy cái đường ốc á, ốc 1 hoặc là ốc 3, anh em muốn cắm ốc nào cũng được. Ốc 3 thì anh em đi vô ốc 3, đi vô cọng dây màu xanh, cắm vô loại mic 1 cho mình nha. Mic 1 nha. Rồi như vậy thôi. Rồi Migo, lấy thêm hai cọng dây Migo. Migo cắm vô lay 1 lay 2 nha. Migo cắm lay 1 lay 2 giờ 7 cho nó mát mát. Em nhớ là cái chai này anh hai xịt mấy cái phá đò rồi nha. À, đừng có xịt phá đò nha, xịt mấy cái like thôi. Còn anh em xịt G7 vô đây là banh luôn nè. Anh em nhớ coi video này kỹ nha. Rồi cái anh em nào mà chưa hiểu á là anh em có hỏi mình đi nha, mình trả lời luôn. Có rất là nhiều anh em rất là nhiều anh em muốn sử dụng mà chưa có hiểu, chưa có dám. Thì còn vấn đề này nữa nghe anh em. Mở cái ghế ra cho anh em. Anh em hỏi là có quýnh band được không? Có quýnh ban được không? Có quýnh sự kiện được không? Hôm nay mình trả lời cho anh em luôn là quýnh được hết. Đúng rồi, ừ rồi. Tại sao mà quýnh được? Tại vì mình nói là những cái thiết bị xử lý là thiết bị xử lý, anh em muốn quánh cái gì thì quánh thôi chứ không phải là quánh không được, đúng không? Thiết bị xử lý nó làm xử lý được ok hiệu quả là anh em sử dụng thôi. Còn anh em muốn xài đồ cao cấp đó, thì anh em đánh giá nó cao lên thôi. Rồi bây giờ hai cái micro nè mình cắm nè, hai cái micro nghe anh em cắm vô. Bữa nay mình cắm lay 7 lay 8 nha, tại vì nó hơi vắng á. Rồi lay 7 lay 8 thì anh em nhớ là nếu mà mình sử dụng á là micro mình cắm lên mixer mình truyền xuống á, thì anh em nhớ cái nút đỏ này nè, anh em chỉnh về hết, chỉnh về hết trước đi. Rồi 12 giờ hết cho mình, bass chung chép 12 giờ hết nha. Đây là nhạc số. Rồi anh em nhớ nha. Rồi nãy mình cắm ốc 3 nè, thì mình gửi ốc 3, mình send ốc 3. Hai cái micro này xài ốc 3. Mixer này thì anh em phải định hơn 3 giờ mình mở ốc 3 lên nha. Mình cắm lại nào mở là chỉ duy nhất mở đường mic micro, nếu anh em đường nhạc anh em mở lên là tiếng nhạc nó có echo nha, anh em không nên mở nha. Rồi bắt như vậy. Rồi bây giờ mình mở một bài nhạc đây, lên thử coi. Rồi bây giờ lay cái 1-2 là mình sử dụng XLSG nè, xài full nè, còn sub nè. Em cứ để như vậy đi ha. Rồi tín hiệu vào đã có rồi ha. Tín hiệu vào đã có. Mở nhạc, mở nhạc. Đây là nhạc đẩy lên. Lên đẩy lên cỡ này thôi cũng được ha. Rồi mở lên rồi đó, lên tiếng rồi đó nha. Rồi anh em nhớ nha, là cái mixer Sonrap này nó đặc biệt là anh em cắm vô anh em không đẩy like, nó cũng lên đèn nha. Thì anh em canh đèn báo, cái đèn đỏ trên đây nè, anh em canh đèn báo là tới mức số 5, số 6 thôi nè, là ok. Rồi đây là tín hiệu vào, anh em đừng cho clip đỏ những cái mixer này nha. Cái mixer này clip đỏ là bình thường không sao hết. Rồi nè, full một full nè. Rồi mình mở full đã lên tiếng rồi, monitor. À, monitor đã lên tiếng nha.
monitor lên tiếng nè. Rồi sub nè, thử nè. Đó, sub đã lên tiếng ha. Bây giờ mình là sub là con số A, là sub A nó là full. Full nhỏ xíu xíu nghe anh em. Full nhỏ xíu, test cho anh em nghe. Rồi, đây là monitor. Monitor mình sử dụng Gman á. Mình coi men cắt nhiêu rồi. Mình lên cỡ 97, 98 vậy đi. Mưa to thì anh em nên chỉnh delay cho nó lên tùy theo ha. Mình thường thường mình chỉnh 67 ha. Cho nó chậm lại, cho nó chậm lại, cho nó đồng với cái loa ngoài. Mình mở lên cộng hưởng ha. Đó, lụm. Ok, let's go. Quá sắp nó quấn như trâu. Sắp quấn quá. Rồi, monitor. Rồi, bây giờ mình mở lại nhạc lên tiếng rồi đó anh em. Rồi, mình nói cái như thế này. Có rất là nhiều anh em hỏi mình là quấn band được không? Quấn band được không? Rồi nghe nó quặn, nó bị bể tiếng. Khi anh em làm đúng rồi, không bao giờ bể tiếng. Bể là do cái gain, gain mic. Anh em chỉnh, thứ nhất là chỉnh cao quá. Thứ hai, anh em muốn quấn band đúng không? Anh em tắt cho mình chống hú, anh em bấm vô nè, mic nè. Bấm mic nè, quấn ban đúng không? Anh em tắt cho mình đi. Họp về. Rồi. Anh em xèo lại luôn. Là chuyên số 1 để quấn ban. Anh em mà quấn ban mà tắt chống hú rồi á mà nó còn mà bị quặn á là anh em cứ điện thoại chửi mình. Nó hú là nó hú luôn à, nó không có còn quặn giận gì hết á. Đó. Nó giống như là một controller. Một thiết bị xử lý. Nó chia quay. Đó. Anh em hiểu là những cái thiết bị đời mới bây giờ nó có rất là nhiều tính năng cho mình sử dụng. Không phải là quýnh ban không được. Anh em muốn quýnh cái gì anh em quýnh. Chứ không phải là quýnh ban anh em. Con đặc biệt con này là tiếng mic bể là do anh em cái gain này gain quá lớn. Anh em không giảm xuống nè. Thứ hai nữa là Migo của anh em nè. Chỉnh nó quá cao. Anh em chỉnh trung bình hết. Tất cả trung bình hết. Rồi lấy cái bộ mic của này cho mình. Đó, anh em tắt chống hú đi. Tắt chống hú đi làm gì mà bể được, mà hú mà bị giận được, đúng không? Rồi anh em xeo lại một cái chương trình số 1. Rồi, chương trình số 1 là không qua chống hú. Rồi chừng nào chương trình số 2 á, mình mở ra chống hú nè. Chống 1, chống 2, chống 3, chống 4 gì đó tùy theo anh em ha. Rồi anh em xeo lại. Nó hỏi nhìn số 2. Rồi. Cái nào anh em để xài được là xài, anh em xin lỗi khi anh em nhận vô nè, nhận vô số 1 nè, đúng không? Nhận số 1 nè là tắt chống hú, số 2 là mở chống hú nè. Tắt chống hú nè, nó mộc mạc lắm anh em, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình mở nhạc đã lên. Vừa xong anh em. À, Migo ha. Đó. Rồi. Bây giờ nè, mình thấy là cái full này, tại vì cái full nhỏ nó thì không kịp cái sub. Giờ đơn giản thôi. Anh em, sub nó bị dư. Nó bị dư đúng không? Anh em chỉ cần bấm vô bằng sub nè. Anh em đã bấm cho phần sub này nè, một cái nè, hai cái nè. Nó hỏi anh em á là cho ra sub bao nhiêu. Thì cái này lúc này là cái nút lớn đó anh em. Lớn nhỏ đó, hồi xưa là mình có nút gain á. Cái gain của sub á, mình cái code mình chỉnh á, bây giờ mình cho nó hạ nè. Bây giờ mình không cho nó ra sub cũng được nữa. Không là không cho nó ra sub luôn. Giờ cho nó ra sub nè. Nè, cỡ nào vừa nè. Nè, nè. Là không cho ra. Tôi muốn không cho nó ra là nó không ra. À, cho nó ra bao nhiêu. Để lớn nhỏ nha. Chỗ này là lớn nhỏ nha. Rồi. Anh em bấm vô cái phần sub này nè. Vô một cái nữa. Nó hỏi anh em là cái đầu mà HBF anh em cắt bao nhiêu cho nó gọn lại. Anh em muốn cắt cái càng cao thì nó càng gọn nha. Gọn lại nó không có bè bè đó. Nhưng mình thích để nó sâu sâu một chút. Tùy theo ha. Rồi cái đầu trên này một cái nữa. Bấm vô sub một cái nó hỏi anh em nó cắt bao nhiêu. Nè, LBF anh em hạ bao nhiêu
Nó anh em nào muốn cứng thì anh em chỉnh cao lên. 120, 130 ha. Quýnh quýnh như khúc củi vậy đó, cụp vậy đó, anh em muốn nó phình phình nè. Đó, anh em cắt xuống cỡ 90 là nó kêu bằng súp quạt. Súp quạt nha, súp quạt là riêng súp, chiên súp. Sau nó là chiên súp nè. Đó, khi anh em đề cao lên thì lúc này cao quá thì nó lúc này nó kêu bằng bát rồi. Súp quạt và bát khác nhau nha anh em. Cái bát á thì từ tầm khoảng cỡ 90 độ lên là kêu bằng bát, còn cái 90 độ xuống thấp á nó kêu bằng súp quạt. Súp. Anh em nào mà sử dụng á hiểu chỗ này nghe, ví dụ mình làm chủ được thiết bị là sao? Mình phải biết hết trong các nút này. Đó, làm chủ được nó. Rồi tôi hút súp chỗ này là tôi thấy nó dư nhiều súp quá, tôi muốn chỉnh ít lại thì anh em bấm cho phần súp anh em chỉnh. Còn full. Full thì anh em bấm vô chữ SC. SC nó viết tắt là SL, SG và Center. Trong đây trong lúc này nó có hai cái nhiệm vụ, hai cái ngõ ra. Đó, SL, SG và Center. Anh em bấm vô một cái. Bấm vô cái thứ hai nó hỏi là SUR. Đó, cái hiện tại mình đang chỉnh ngõ SUR là ngõ full cho hai kênh này. Đó, anh em hỏi, nó hỏi anh em là cái tiếng nhạc cho ra bao nhiêu, tiếng mic cho ra bao nhiêu, à đúng không Hoàng, Hoàng Lô ơi, mà chút xíu đó mình trả lời nghe không, cái bộ này cũng đâu 100 mấy á. Đó, tại sao mà mình lúc nào mình cũng chỉnh là cái mic nó cao hơn cái tiếng nhạc? Tại vì anh em chỉnh lớn hơn 10 dB vậy nè, lúc anh em đẩy lớn lên là tiếng anh em hát lớn cái nhạc đó là cái tiếng ca của nó không có bị đè. À hay, có cái là chỗ này nè. Đi chậm chậm quá, chậm chậm cái con. Cái này dắt nó qua, nó qua lộ kìa. Thằng nhỏ nó chạy qua lộ mà nó gình thò hoài à. Đó anh em hiểu chưa? Cái chỗ này nè là cái phần mà phần nhạc lúc nào á mình cũng nhỏ hơn. Đang lồi tiếng ca người ta ra. Nó hay là hay chỗ này nè. Rồi cái này là echo và reverb, mỗi dùng mỗi khác. Ví dụ nhỏ dùng á, rồi echo nhiều thì anh em cộng hơn, còn reverb nhiều thì anh em cộng hơn ha. Anh em hiểu chỗ này nha, mình phải hiểu mình mới làm chủ được nha anh em. Mình là để không không đó. Anh em xem hết trơn cái video này là anh em sẽ hiểu được tại sao mà nó sử dụng được. Anh em quánh, muốn quánh cái gì anh em quánh, chứ không phải là bắt buộc là quánh sự kiện hay là quánh show đám cưới hay là quánh ban hay quánh DC gì hết đó. Anh em cắt bao nhiêu, như cái full này mình cắt là 118 nè, F712 là 118, 120. Anh em để cái dốc cho mình là booster 24 ha. À, mình thấy cái mức này nó rất là ok, ổn định anh em. Rồi anh em bấm thêm một cái nữa là nó hỏi em cái đầu trên, anh em xả hết cho mình. Rồi tới EQ nè, EQ anh em cần chỉnh giải nào là mình đã nạp những cái chương trình sẵn cho những cái dòng loa F712 thì anh em mua sẵn là mình đã nạp sẵn chương trình cho anh em. Mình nạp sẵn chương trình cho anh em gắn vô là hát, gắn vô là hát rất là dễ sử dụng, đúng không? Minh Nhật ok. Hôm bữa anh có đăng lên mà đăng không được, đăng lên đăng không có được. Rồi em xóa. Nó làm rất là nhiều, hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em. Nó rồi cái gặp rất là nhiều trường hợp là anh em như thế này. Anh em bấm phần mic nè. Đó, anh em phần mic nè, anh em tức là định thẳng mic này phải không? Để thẳng 12 giờ. Rồi cái phần này phần mic nè. Nhiều anh em nói là cái mic bây giờ bass nhiều quá. Anh em muốn bass nhiều quá cái mic phải không? Anh em chọn phần mic. Phần mic nha, anh em bấm vô một cái là nó hỏi anh em cái gì đây. Nó hỏi anh em á là cái ratio này á là mình cho cộng 4 sẵn. Rồi nó hỏi anh em á là cái LU là limit nè, limiter viết tắt đó anh em. Anh em cứ để âm 7, âm 5 cho mình. Cho ông nào mà xỉn rượu mà la làng cũng vậy, nó tự động nó cắt. Nó tự động nó cắt cho anh em là cái men không báo clip ha. Đó. Anh em nếu để cho mình âm 5 cho mình đi, mà người ta hát nhỏ không sao, người ta la lớn lên hơn á, dB nó cao quá thì nó tự động nó cắt. Nghe anh em. Rồi anh em bấm vô thêm một cái nữa, nó hỏi anh em á là ở trên phần này nè. Anh em á quay càng cao thì lúc này cái tiếng mic nó càng mỏng, anh em càng hạ xuống thấp thì nó càng dày. Dày tiếng mic. Chỗ nào u quặn quá anh em chỉnh cao cao một chút. Khi người ta hát là không cần tần số thấp. Vừa phải thôi, khi người ta nói chuyện mới cần. Chỗ này là phép bách chấm hú, anh em có thể tăng lên cho mình là 5, 4, 3 gì đó tùy theo ha. Cái này ọp mình ọp luôn. Rồi tới phần mic nữa là phần EQ rồi. Mình cũng có chỉ anh em phần EQ. Có thể là đo những tần số nào bị hú dư nó anh em giờ đây cắt.
15 cần này, 15 cần EQ này, anh em có thể chỉnh, ví dụ như là mình muốn sub chỉnh bass á, là phần nào cũng được, anh em có thể 15 cũng được, anh em lấy EQ mấy cũng được. EQ này là EQ tự động mà, anh em chỉnh về đâu là nó sử dụng đó ha. Anh em phải xác định được tần sở hú bao nhiêu anh em cắt. Rồi đó là một cái những cơ bản về một con S90 để xài. Anh em sợ bể gain, anh em cứ giảm gain lại cho mình. Hoặc là Migo anh em ao ở đây cắm trực tiếp vô mic luôn, Asus nó có. Rồi mình sẽ thử phép test test cho anh em xem nha. Mình cầm quay cho mình. Rồi đó mình test cái mic nè. Đi, rồi, mic số 1. Đi, tín hiệu lên rồi nè. Đi. Mở full lên, mở mồi to lên. Mở sức lên. Rồi bây giờ mình thử cái ha. Rồi bây giờ là chín. Mở phun con rất là mỏng này nè. Rồi monitor. Sáu. Monitor đây. Rồi đây là phun chín nè. Rồi đây là súp nè. Đó, chỗ này nè. Mình muốn cho nó lọt bao nhiêu là lọt nha anh em. Bây giờ phần súp. Cái phần súp này mình muốn cho nó lọt như lọt nè. Cái mic lọt súp đúng không? Rồi chỗ này S UB chỗ 80 nè. Chỗ 80 này anh em muốn tiếng mic nó lọt súp bao nhiêu là lọt. Hay có một cái là chỗ này, tiếng mic không cho lọt hoặc là cho lọt. 1 1 Đó là nhỏ xíu. 1 Rồi bây giờ mình cho tôi biết nó lọt cái nhiều. Rồi vuốt monitor đi sáu một Rồi nên càng cắt cao là càng mỏng rồi đúng không? Càng cắt là càng mỏng nha. Rồi, ok. Anh em thấy chưa? Rồi, bây giờ thì cái gain mic mình hơi nhỏ, mình chỉnh nhẹ lên tí nè anh em. À, 9 giờ mà mở cả 10 giờ đi. 1 6 7 8 10 1 Rồi, hết. Anh em muốn chỉnh được thì anh em phải giảm cái effect lại. Đi liền, 1, 2, 2. Anh em thử được tiếng mic mập rồi á, nó ok rồi á, anh em hãy đưa cái effect vào nha. 1, 2, 3, đi 1, 2, 2, 2, 2, 6. Rồi, cái lo này có dưới đó, giảm cái lên chút. Đó, anh em chỉ giảm nhẹ một nút thôi, anh em phải xác định được 4 nút này là bass chung chép cho nào, anh em chỉnh nhẹ thôi là lụm. Rồi, như vậy là mình đã chỉnh xong cái bộ mic. Bây giờ mình đưa cái phát vào. Hê một lên sáu một hê ba bốn sáu. Rồi bây giờ cái phát rồi, bây giờ mình xeo lại là M1. Rồi vậy là xong ha. Rồi bây giờ mình làm cái M3 để nó mất effect. Đó, mất effect là tức là mình nhấn nút M3 là tự động effect nó bị mất. Bây giờ mình bấm vô effect, mình xả về. Mình xả về giống như cái tiếng là MC vậy đó. 1 Hê, đi, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hê. Rồi xeo lại cái nó hỏi mình xeo lên máy, mình xeo lên 3 à. Anh em bấm xeo một cái, bấm xeo hai cái. Thì nó hỏi anh em bấm Z hay No Z. Hê, đi, 1 Hê. Nó sẽ cầm cái M1 rồi. Rồi, lại nghe em. Rồi, mình sẽ lại 13 nghe anh em, M3 nè. Để mình nhầm, đây số 7. Thì anh em muốn MC nói chuyện có phép hay không, có phép nha. Hê, đi, sáu, bảy. Bấm xem một cái, nó hỏi anh em là số mấy, số 3.
bấm cái Z, cái nữa là hỏi mình đau nè. Ba. Rồi, bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em xem. Em mà 1 nè. Hê 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 1 hê đi 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 hê 1 hê 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 6 7 1 hê 1 hê hê đó. D 1 2 3 4 5 tiếng như vậy được quá anh em, quá nhanh nào anh em xem hết cái video này, cái live chuyện này là anh em sẽ làm được. Anh súp đôi hay đơn vậy? Súp này là súp kép á, mở nhạc anh. Súp kép á, súp kép để nằm để đứng, cái này mình để mình test đồ thôi. Súp kép nha, nó gồm 4 hai cái súp, một lon hai súp nha, kép nha. Ở trên là một cái, dưới là một cái. Đơn giản thôi anh em. À, cái chữ quy đúng không? Nè, mình chỉ cho nè. Ví dụ như cái quy phần mic đi. Nè, anh em hiểu là cái chữ này nè. Ví dụ số 1 BEQ, BEQ là anh em để chỉnh EQ. Chỉnh EQ ha, BEQ ha. Rồi chỗ này là tần số. Ở dưới gain này nè là anh em là âm nè. Cái gain là lớn nhỏ đó. Là tần số quy này là anh em bóp cái quy nó lại, bóp rộng, bóp hẹp. Đó, hẹp lại thì anh em cao lên. Càng cao là càng hẹp nha. Còn anh em á, ví dụ như là cái chỗ này nè, mình thử chỗ này. Ví dụ chỗ 1 ký đi, mình nói cho anh em dễ hiểu. 1 ký này nó tương ứng với 1.000, đúng không? 1.000 là 1 ký. Đó, khi anh em bóp cái quy này nè thì nó bóp nhỏ lại, anh em càng cao thì càng nhỏ. Nhỏ nhỏ chứ là không ảnh hưởng tới 1 ký rưỡi hoặc là 800-900. Còn anh em hạ xuống 0.40 á thì nó bự rộng ra như nè, nó rộng ra ảnh hưởng rất là nhiều. Nên anh em thường quy này để là 1.2, cả 2.0. Đằng này là cái gen. Cái gen ít nhiều nha. Anh em muốn âm bao nhiêu, giờ nó hú nhiều quá anh em âm xuống. Trên phần mềm nó rất là dễ. Cái quy này là bóp rộng bóp hẹp nha anh em. Nha, cái quy này đó, rộng hẹp. Nhớ nha. Rộng hẹp ra. Mở lên, mở nhạc lên. Bọn này nghe đã anh em ơi. Đó, khi anh em mua đồng bộ combo Titan, lo Titan thì anh em con này anh em cứ báo là mình sử dụng full gì, súp gì. Mỗi súp nó có mỗi cái đời nha anh em. Ví dụ súp này là súp hầm. Cái kiểu này thì lúc nào á, âm thanh á, súp của nó đi trễ hơn cái full hết đó. Đi trễ hơn là mình nên delay lại nè. Không cần đo đạt, mình đã biết delay nó trễ bao nhiêu, cái thời gian nó trễ bao nhiêu mình delay ăn pha luôn. Tại sao anh em mua controller bên đây là mình nạp sẵn chương trình cho anh em đó. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi một con thôi, mà nó hiệu quả như vậy đó, anh em thấy thì tiện không? Hiệu quả như vậy đó. Rồi mình chỉnh xong vậy mình đã test ok đó, anh hát thử bài, bấm bài hát. Cái này test thực tế hát luôn nghe anh em. Mình chỉnh đồ á, ít khi nào mình hát lắm, nhưng là mình nghe ok là mình hát lụm nè. Nè. Anh em nghe nha. Hát thực tế nha anh em. Đó, bây giờ bấm mà 1 hát nè. Nó alo lên tiếng chưa cưng ơi? Lên tiếng rồi phải không? Cái này là mình không cần set mic gì đâu, mic GTA gì đâu anh em. Anh em nghe được không à?
Mình nghe chỉnh quen đó, nó rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em thấy là nó hiệu quả thêm một cái nữa nè. Nè, bây giờ cái micro, cái micro nè ha, micro mình gỡ cọng dây micro ra luôn, nó hay hơn luôn nha. Đó, mình gỡ micro ra rồi mình cắm cái cọng ốc ra nè. Đó, cái ốc ra nè, cắm trực tiếp vô cái micro luôn. Anh em thấy chưa? Micro cắm trực tiếp vô cái gian số. Rồi hát nó sẽ đã hơn anh em. Rồi. Rồi ok, rồi bây giờ alo à, lên tiếng à. Alo. Rồi chưa? Rồi. Rồi mở nhạc lên đi nè. Bây giờ cái line này là không có xài nữa nha. Nè mình gỡ bỏ luôn, mình sử dụng mà la nhạc mà. Cắm trực tiếp vô nghe anh em. Không cần chỉnh đâu, mình nói mình muốn chỉnh bass chế thì mình chỉnh trong đây. Đó, nãy nó dư nhiêu nè, nó dư cả 12 3 kg vậy, con này nó dư cao lắm. Đó, anh em chỉnh rất là nhanh không? Đó, anh em thấy chưa? Đó, thấy chưa? Tay nắm tay không rời, mặc ngắm
cho người người đời chờ anh ơi. Đó. Anh em thấy là nó rất tiện không? Nó bây giờ cho dù cái mixer của anh em đang đi show mà nó hư luôn, anh em cắm trực tiếp hát được nữa. Hai con cái nữa là anh em có thể cắm cộng dây bắt nhạc 3.5 trực tiếp vô đây hát luôn, không cần mixer nữa, anh em đi show nhỏ đó. Anh em cắm trực tiếp luôn. Bây giờ lấy em cộng dây 3.5 kéo từ laptop đó ra cắm trực tiếp vô đây luôn. Mixer này không xài nữa, gỡ luôn rồi. Mixer này là không tác dụng nữa nghe anh em, rút điện luôn. Anh em thấy là nó rất là tiện không nè. Rồi anh em muốn chỉnh bass chép gì đó mình chỉ cho anh em chỉnh luôn, đúng không? Cắm input vô đây. Nó anh em muốn chỉnh nhạc á, anh em chỉnh vào nhạc á thì anh em bấm vô phần nhạc mua xít nè. Anh em bấm một cái nó báo cho anh em nè, bấm hai cái nó hỏi anh em là cái gì, cắt bass, cắt bass đầu vào. Anh em bấm thêm một cái nữa là nó hỏi anh em EQ. Nó anh em hiểu được những tần số này, anh em ví dụ chép nhiều quá là anh em kiếm cái chỗ mà 10 kg á thì anh em âm xuống thôi, chép nhiều mà chép ít thì anh em tăng lên. Đó, anh em thấy dễ sử dụng không? À, mua xích là chỉnh về không nè. In mà in mấy? In một. Anh em muốn cắm in một thì anh em bấm sự cút tem này nè. Anh em cắm vô in một thì anh em cắm muốn xài in hai thì anh em chỉnh qua in hai thôi. Trời ơi, có liên quan gì đâu mà méo tiếng chứ không méo tiếng. Mình xài có này không méo tiếng gì, không có méo tiếng nha anh em á. Là làm á là làm ví dụ như mình cắt chép nhiều quá là cũng không được, cắt vừa vừa thôi. Chép nó dư nhiều khi á là những cái dải chung của nó bị thiếu, anh em có thể tăng dải chung, chép anh em giữ nguyên là ok. Rồi mở nhạc lên nè. Đó anh em có thể là mở nhạc nè, thấy không nè, nhạc lớn nhỏ ít nhiều nè. Anh em á, cái con này á là nó kêu bằng con mixer số chứ không phải là mình bên mình kêu bằng dân số đâu anh em. Còn theo mình nó là làm cái gì cũng được, anh em sử dụng đúng mục đích là được, nó rất là hiệu quả. Còn cái nền nhạc của con này á, nó có thể quánh á, nó có thể quánh là cường độ lớn lên, anh em tín hiệu này loa ra, cái loa nó ra bằng hơn 100 dB mà tiếng nó chưa vỡ nha. Mình thử rồi cỡ 110 dB mà tiếng nó chưa bị vỡ, nên anh em cứ đánh cỡ 9 mấy dB, 100 dB là an tâm chọn con này để sử dụng là ok. Đó. Xong lại cho anh em ha, mình đã anh em coi hết cái video này lại nha, thì mình đã hướng dẫn chỉ chi tiết cho anh em hết cách câu dây dắt là từ đầu. Hy vọng là cái video này đăng lên được rồi nha. Chào anh em nha, thì mình hy vọng là cái video này đăng lên nó không có bị treo. Đó. Anh em nào mà muốn mua cái dàn số mà nó hiệu quả ở 690 á thì em có liên hệ trực tiếp với công ty sẽ nạp chương trình cho anh em. Chương trình thì nhiều lắm, hướng dẫn cho anh em chi tiết. Anh em khi nào gọi video cho mình á là anh em quay cái tem, có cái tem Titan Việt Nam dán bên hông là mình hỗ trợ cho anh em từ A tới Z, từ phần mềm đến phần cứng, hỗ trợ cho anh em là xài làm chủ được con đó rất là dễ. Có những cái đường link mà link đó là mình không công bố, những anh em nào mua thì mình sẽ gửi cái link đó qua cho anh em, anh em sẽ mắc vô link đó thì anh em sẽ xem được. Còn bình thường anh em là mình không có công khai, đó là riêng tư. Những cái video đó là anh em có thể là anh em nhấp vô đó anh em coi, qua hai quận là anh em làm được. Đầu tiên là xác định được tần số đó. Bước thứ hai nữa là cắt ngõ ao. Bước thứ ba nữa là anh em kết hợp lại chỉnh monitor các kiểu rồi xong. Hello anh đẹp trai giống ba. Anh Phú chọc em hoài nha. Mình rất là muốn chào như anh nha. Mình rất là muốn tất cả anh em sử dụng lo Titan mà có được những thiết bị hiệu quả cho anh em. Có những thiết bị hiệu quả cho anh em. Anh em cũng biết là những sắp tới này nó ra những cái thiết bị khác là nó sẽ hỗ trợ, càng hỗ trợ cho anh em nữa, rất là rẻ tiền, 5-6 triệu thì quá trời dễ cho anh em. Nó có effect nè, cắt quay được nè, bảo vệ lo được nè. Rồi anh em mua lo Titan rồi nạp chương trình vô con này, anh em vậy gắn vô là hát ok. Video chứ không phải video, mệt quá quậy hoài luôn á.
Dọn đi. Dọn đi, tắt đi, tắt men trước á. À, anh em nào à, để chút thôi, để chút xíu nữa. Test cái này, test mấy bài nhạc á. Test nhạc để mốt mình sử dụng. Mình chào anh em nha. Mình hy vọng là cái video này đăng được. Bye bye anh em.